Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Và lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi, nếu như bạn đang muốn biết trong tháng 7 âm lịch này thì chắc chắn chúng ta phải thực hiện xem tử vi. Và hãy xem tử vi cho tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 7 âm lịch này. Dựa vào sao chiếu mệnh, hạn tuổi và các sao chiếu theo năm thì bạn có thể dự báo được những điều gì? Hãy cùng lắng nghe những luận giải tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 7 âm lịch. Qua lá số tử vi sẽ không chỉ giúp bạn biết được những việc gì sắp xảy đến với mình trong tháng 7 này, mà còn giúp bạn biết được việc đó là việc tốt hay việc đó là việc xấu và diễn biến kết quả của sự việc này diễn ra như thế nào. Và trường hợp nếu như trong tháng 7 tới đây có nhiều khó khăn trắc trở thì bạn nên tránh làm gì để chúng ta có thể được thuận lợi hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng vào phần luận giải chi tiết để có thể giải đáp tất cả những thắc mắc này quý vị nhé. Tử vi chi tiết tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 7 âm lịch, mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Giáp Thân sinh năm 2004, mệnh thủy, tuyền trung thủy, nước trong suối. Bề ngoài, người tuổi Thân là người hoạt bát, nhanh nhẹn và có mưu trí. Họ khá nghịch ngợm và linh hoạt, dù trong công việc hay cuộc sống. Là người rất biết cách ăn mặc và chăm chút cho bản thân. Những người tuổi Giáp Thân đa phần có ngoại hình đẹp, hiền lành và dễ gần. Người tuổi Giáp Thân có rất nhiều tài lẻ thiên bẩm. Họ rất giỏi những vấn đề mang tính nghệ thuật, biết và giỏi rất nhiều thứ khác nhau. Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những người tuổi Thân họ có thể vẽ giỏi, hát hay, nhạc cụ chơi tốt mà bất cứ các việc vặt thủ công, may vá, họ đều rất giỏi và nhạy bén. Người tuổi Giáp Thân thường không chịu thua ai, họ luôn muốn mình làm được và phải làm được, không dễ gì có ai giỏi hơn họ. Họ có lòng đố kỵ rất lớn, khi nóng giận, lời nói cay nghiệt, nói năng tùy tiện, tính tình dễ thay đổi, lúc nóng lúc lạnh khó lường. Tháng này rất có lợi cho công việc, học tập của các gia chủ Giáp Thân, mọi mưu sự toan tính đều dễ bề thực hiện, mọi điều khó đều có người giúp nên dễ dàng vượt qua. Vì thế cần tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Những người tuổi Giáp Thân đã bước sang tuổi 19 trong năm 2022. Một số bạn ở độ tuổi này đã bước vào xã hội và bắt đầu lao mình đi kiếm sống và vấp nhiều hơn. Cái tôi của tuổi trẻ rất cao, cách hành xử đôi lúc thiếu sự khiêm tốn, rất dễ vô tình đắc tội với tiểu nhân, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, cần đặc biệt lưu ý vấn đề này. Bên cạnh đó, bạn nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là những đôi trẻ đang yêu. Hãy học cách bao dung và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống hàng ngày, đừng hở chút là cãi nhau, nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm giữa cả hai. Xét về thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thất sát, thiên quan. Trong tháng này, các quý vị gia chủ Giáp Thân nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận, xem tử vi tuổi Thân năm 2022, người sinh năm 2004 đã đi làm, không có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong tháng này. Bạn không thể ngồi chờ thời cơ đến với mình mà cần học cách tích cực, chủ động hơn trong việc tranh thủ cơ hội. Khi được giao cho những nhiệm vụ khó khăn, bạn không nên rút lui và trốn tránh mà cần đứng ra đảm nhận trách nhiệm, bởi đó chính là cơ hội để bạn rèn luyện và khẳng định giá trị bản thân. Trong thời điểm một số người có thể lựa chọn đi học cao hơn, điều đó cũng có ích cho sự phát triển tương lai của bạn. Dù đôi lúc bạn phải chịu áp lực khá nặng nề, nhưng chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ qua. Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này đường tài vận không quá hanh thông, có thể gia chủ sẽ không đạt được những kết quả lý tưởng như dự tính ban đầu. Song nhờ có sự thông minh và tài giỏi, bạn vẫn có thể thu về cho mình một khoản tiền nhất định. Những người làm công ăn lương có mức lương ổn định, nhưng nếu muốn thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống thì cần phải cố gắng nhiều hơn. Người tuổi Giáp Thân có một cuộc sống khá ổn định, mức lương hiện tại có thể chưa phải là cao. Nhưng nếu biết cân đối chi tiêu, bạn vẫn hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân mình. Một số bạn đang đi học vẫn được gia đình trợ cấp đầy đủ nên không phải lo lắng về vấn đề tài chính trong tháng này.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, người sinh năm 2004 có một nền tảng sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với gan và túi mật. Trong tháng có hung tinh, bản mệnh sẽ ảnh hưởng ít nhiều, vì vậy cần hạn chế ra ngoài tụ tập vào ban đêm. Cần chú ý khi đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi cho phép để tránh tai nạn, sự cố ngoài ý muốn. Bạn có thể gặp phải những tai nạn bất ngờ. Nhắc nhở người tuổi Giáp Thân trong tháng này và trong vài năm này, hãy hết sức tránh việc hành động vội vàng, nóng nảy, kẻo sinh sự thị phi. Điều này không những ảnh hưởng đến uy tín danh dự mà còn khiến cho sức khỏe, thể chất và tinh thần sụt giảm. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng nên tự lượng sức mình, không nên cứng đầu cứng cổ bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của người khác. Các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia chủ được các tinh chủ đào hoa chiếu mệnh nên chuyện tình cảm có những bước chuyển biến nhất định. Dù là nam hay nữ, bản mệnh đều dễ nhận được sự chú ý của người khác phái. Đối phương có thể là người thường xuyên giúp đỡ bạn trong công việc hoặc là người có ý định tiến đến với bạn. Bạn cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đi đến quyết định cuối cùng, không nhất thiết phải vội vàng đến với ai bởi vì bạn vẫn còn trẻ và có nhiều cơ hội lựa chọn khác nhau. Trong gia đình, bạn nhận được sự tôn trọng của mọi người nhưng đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, có nhiều khi bạn vẫn cần phải chú ý lắng nghe góp ý của người lớn tuổi. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tí và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Giáp Thân trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 7 năm 2022, tức ngày 5 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp canh dần, có nạp âm tùng bách mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 7 năm 2022, tức ngày 17 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp nhâm dần, có nạp âm kim bạc kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Thân trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 11 tháng 7 năm 2022, tức ngày 8 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Tỵ, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 7 năm 2022, tức ngày 20 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Tỵ, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 trong tháng 7 âm lịch này. Và hy vọng rằng thông qua những kiến thức này thì quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để có thể bước vào tháng 7 âm lịch với rất nhiều những thành công và may mắn. Cuộc sống thì đôi khi có những khó khăn, thách thức,
chính là để thử thách chúng ta lớn lên và hoàn thiện bản thân của mình hơn. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này, mà hãy tiến bước về phía trước và hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.